Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HDTV. 6 tháng đầu năm thu hút 11 dự án trong nước và nước ngoài vào các khu công nghiệp. Huyện Ân Thi ngăn chặn xử lý các trường hợp phát sinh vi phạm trên đất nông nghiệp. Ngày mai giá xăng giảm 3.000 đồng trên lít. Xử lý nghiêm xe ghép, xe tiện chuyến chở khách. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng, các khu công nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thực hiện đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận được 9 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.000 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 37,6 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 156 triệu đô la Mỹ và 702 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 494 dự án, gồm 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 224 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 5 tỷ đô la Mỹ và 30.000 tỷ đồng. 13 giờ chiều nay, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện các công việc sau. Tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đỏ ngang, rà soát đảm bảo an toàn đê điều theo cấp độ báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm sung yếu, các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản. Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân nhằm tuyên truyền giúp người dân hiểu được tầm quan trọng cũng như lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đầy đủ theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, góp phần ổn định cuộc sống khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe và chế độ tử tuất. Tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng góp cho các thành viên cùng tham gia, được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn, giảm được chi phí đi khám bệnh hoặc tiền viện phí nếu mắc bệnh phải nằm viện, đặc biệt là những bệnh nặng phải chi trả số tiền lớn. Thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các địa phương tại huyện Ân Thi đã tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh mới trên đất nông nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 8 trường hợp phát sinh vi phạm đất đai, vi phạm chủ yếu vượt đất, lấn chiếm đất công ích của Ủy ban nhân dân xã, quản lý và xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp, gồm các xã Bắc Sơn 1 trường hợp, Tân Phúc 1 trường hợp, Đào Dương 2 trường hợp, Cẩm Ninh 1 trường hợp và xã Hùng Vân 3 trường hợp. Các xã thị trấn ngay khi phát hiện vi phạm đã kịp thời ngăn chặn, xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm phát sinh mới. Từ đầu năm đến nay, xã Minh Hoàng đã giải quyết trên 500 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 24 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 4,7%. Đây là địa phương dẫn đầu của tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Xuất phát từ tình hình thực tế ở địa phương hiện nay, nhân dân chủ yếu là lao động phổ thông, sản xuất nông nghiệp. Do đó, để tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng dịch vụ công là rất khó khăn. Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Minh Hoàng đã tập trung tuyên truyền xuống từng địa bàn các khu dân cư, hướng dẫn cụ thể cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng, từ đó phản ánh đúng kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ. Hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu. Ngày 7 tháng 7, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 tới. Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định 45 là việc xử phạt với hành vi không phân loại rác. Theo đó, khoản 1 điều 26 Nghị định này quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương xuất hiện tình trạng xe ghép, xe tiện chuyến hoạt động chở khách có thu tiền của hành khách nhưng chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu, chưa đăng ký kinh doanh vận tải hành khách theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn, hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định của pháp luật, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký kinh doanh, sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng, chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải. Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 11 tháng 7 có thể giảm theo giá xăng dầu thế giới. Thuế bảo vệ môi trường giảm thêm cũng khiến giá xăng dầu hạ nhiệt. Giá xăng trong nước được dự báo sẽ giảm tới 3.000 đồng một lít. Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 5 tháng 7 cho thấy giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới đã có xu hướng giảm so với kỳ điều hành trước. Trước kể ngày 6 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn. Do đó, mức giảm giá trong kỳ điều chỉnh ngày mai rất mạnh. Nếu không trích quỹ bình ổn giá, mức giảm giá có thể ở mức từ 2.200 đồng tới 2.600 đồng trên lít xăng và khoảng 1.900 đồng tới 2.100 đồng trên lít dầu. Khi đó, giá xăng có thể xuống dưới 30.000 đồng một lít. Chiều ngày 9 tháng 7, tại một khu di tích trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, 1.700 xe ô tô đến từ mọi miền đất nước đã hoàn thành chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam. Sự kiện xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam lần này có tổng số 1.700 xe từ mọi miền đất nước tham gia. Trước đó, để chuẩn bị mặt bằng tốt nhất cho sự kiện này, đội ngũ thi công đã cấp tốc vận chuyển bơm hơn 700.000 khối cát, tạo nên mặt phẳng rộng 16 ha, đủ để 1.700 xe ô tô di chuyển xếp hình. Hình bản đồ Việt Nam đã được xếp hoàn thiện với giải đất liền, hình chữ S và các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Toàn bộ các thành viên tham gia chương trình cùng thực hiện nghi thức chào cờ và hát vang quốc ca. Dự án hầm kết hợp đường cho người đi bộ qua đê sông Hồng và đường Trần Quang Khải được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Cụ thể, đường hầm bộ qua đường Trần Quang Khải kết cấu bê tông cốt thép, khẩu độ rộng 18,25m, cao 3,2m và dài 15,7m. Mặt ngoài tường thân và vòm hầm được trang trí tạo dáng kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực. Ngoài ra, dự án cũng sẽ mở rộng hai làn xe hai bên đoạn đường Trần Quang Khải trên cao qua đỉnh hầm về hai phía, vuốt dốc đoạn đường Trần Quang Khải trên cao để nối vào đường Trưng Dương Độ về hai phía cửa hầm, vuốt dốc đoạn đường Trần Quang Khải dưới thấp để kết nối với đường Trần Quang Khải trên cao. Sáng ngày 10 tháng 7, thông tin từ lãnh đạo xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, trong trận mưa sáng nay, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ sét đánh khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là người đàn ông 53 tuổi ở xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, làm nghề thầu xây dựng. Trước đó khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay, người này chạy xe máy đi làm tại một dự án xây dựng ở xã Đông Long khi đang di chuyển trên đường DH31 đến địa phận xã Đông Hoàng thì bất ngờ bị sét đánh khiến ông tử vong tại chỗ. Phần yên phía bên phải của chiếc xe máy cũng bị sét đánh trúng dẫn đến rách một mảng, bông cháy đen vương vãi trên nền đường. Quân đội Nga vừa đưa vào biên chế siêu tàu ngầm dài nhất thế giới Ben Groot với khả năng mang 6 quả ngư lôi ngay tận thế, trong đó mỗi quả có sức công phá đủ thổi bay một nhóm tác chiến tàu sân bay. Tàu được chính thức bàn giao cho quân đội Nga hôm 8 tháng 7. Tàu có chiều dài 150 m, lượng choán nước là 23.860 tấn. Tàu Ben Groot được giới quan sát quân sự phương Tây đặc biệt quan tâm vì tàu ngầm đa chức năng chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang tới 6 quả ngư lôi Poseidon, đủ khả năng để tiêu diệt căn cứ hải quân hay nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. Chính phủ Hàn Quốc xác nhận quốc gia Đông Bắc Á đang trải qua một đợt tái phát dịch Covid-19 mới. Theo đó, từ tuần tới, nước này sẽ áp dụng các biện pháp chống dịch để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của Covid-19. Làn sóng Covid-19 mới xuất hiện ở Hàn Quốc phần lớn là do biến thể phụ BA.5 của Omicron. Nguyên nhân gia tăng số ca nhiễm những ngày gần đây là do sự gia tăng di chuyển của người dân trong mùa hè và khả năng miễn dịch của vaccine suy giảm. Một nhóm nghiên cứu thông báo đã tìm thấy nước có nồng độ nguyên tố phóng xạ ở Nam Phi. Nguồn nước này có ít nhất 1,2 tỷ năm tuổi đời. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nước trong các khối đá kết tinh ở độ sâu 3 km dưới bề mặt một mỏ vàng và uranium. Các vùng nước bên dưới có nồng độ các nguyên tố do phóng xạ phân rã tạo ra cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Nguồn nước này chứa các yếu tố cho phép sự sống tồn tại mà không cần tiếp cận với năng lượng mặt trời. Một loài hoa sen cổ được trồng từ hạt giống hàng nghìn năm tuổi vừa qua đã lần đầu tiên nở hoa tại Trung Quốc. Những hạt giống của loài sen cổ này được khai quật ở tỉnh Sơn Đông, có niên đại từ đời Tống, cách đây khoảng hơn 1.000 năm. Sau một thời gian trồng, sen cổ đã phát triển xanh tốt và mới đây đã nở hoa. Dù hoa sen không lớn, song nó mang cho mình nguồn gen nguyên thủy nhất và có thể lai tạo để tạo ra một loài sen mới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.